Chào mừng các bạn đã đến với Luận BK Channel. Hãy cùng đến với chương trình Q&A, bạn hỏi Luận BK sẽ trả lời. Trước khi đến với chương trình này thì tôi muốn giới thiệu một cái buổi offline rất đặc biệt dành cho các bạn xem bóng đá và chơi FIFA Online 4 vào cuối tháng này. Đó là một cái clip mà teaser chương trình offline đặc biệt đó ở trên kênh YouTube Luận BK. Các bạn nhớ đón xem nhé. Chương trình offline đặc biệt bóng đá kết nối diễn ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2023 tại Hà Nội với sự góp mặt của các streamer nổi tiếng cộng đồng FIFA Online 4 cùng với các nội dung xem chung vòng đấu cuối cùng giải Ngoại hạng Anh đi kèm với giải đấu FIFA Online 4 có thưởng. Bình luận viên Luận BK, chuyên gia phân tích Bình GK, vận động viên Thành Mù và soái ca Hakumen. Hẹn gặp lại anh em tại VNS Gaming 524 đường Láng cuối tháng này nhé. Câu hỏi của bạn Trứng Cút: nếu Arsenal bổ sung được cặp Caicedo và Rice cộng thêm một trung vệ chất lượng để thay Saliba thì anh nghĩ mùa sau Arsenal có thể thu hẹp khoảng cách với City và tiến sâu ở C1 hay không? Với câu hỏi này thì dành cho Arsenal. Và hiện tại thì Arsenal đang một trong những cái thế lực mà lớn mạnh lên rất bất ngờ, ấn tượng trong cái mùa giải này. Nhưng tôi nghĩ mùa giải sau sẽ còn đáng xem hơn nữa khi mà các đội bóng khác cũng mạnh lên. Và những đội bóng mà trong mùa giải này đang không ổn lắm như kiểu Chelsea hay Liverpool cũng sẽ được đầu tư mạnh hơn. Thì bản thân Arsenal muốn thay đổi mình, muốn được gọi là giữ được cái vị thế như bây giờ thì bắt buộc phải đầu tư. Và với những Caicedo này, Declan Rice hay một vị trung vệ nào đó ngon lành hơn nữa để có thể thay thế Saliba thì tôi nghĩ rằng là Arsenal có đủ lực để cạnh tranh trước vô địch và thậm chí là tiến sâu C1 trong mùa sau. Nhưng đó là những câu chuyện mà vấn đề bây giờ là cái tài chính, cái ví tiền của ông chủ bên Arsenal có thể được bao nhiêu và liệu rằng trong những cái tên đó mua được ai, Rice hay Caicedo hay cả hai, đó sẽ là câu trả lời rất khó khăn. Câu hỏi của bạn Vũ Mạnh Cường: theo anh rằng các trận chung kết châu Âu tới đây đều có đội bóng Ý, vậy anh nghĩ sao về chất lượng bóng đá Ý hiện tại, đã quay lại thời hoàng kim chưa? Và anh cho dự đoán bao nhiêu đội bóng Ý sẽ lên ngôi? Với câu hỏi này sẽ hơi giống với là câu hỏi lần trước, đó là Serie A thực sự đã quay trở lại hoàng kim chưa, với việc là các đội bóng Ý đang tiến sâu vào trong các cúp châu Âu. Và hiện tại đây thì 3 đội bóng đều vào chung kết của các cúp C1, C2, C3, đó là Inter Milan, đó là AS Roma cùng với lại Fiorentina. Và đây là một trong những cái ấn tượng mà đã qua phải hơn 10 năm nay. Từ 2010 đến giờ mới có những một đội bóng Ý thật sự mạnh để vào đến chung kết của các cúp châu Âu. Và tôi nghĩ rằng là để đánh giá được rằng là thực sự Serie A đã quay trở lại chưa thì tôi nghĩ chưa phải đâu. Mùa giải này thì những đội bóng khác đang có phần yếu thế và đang có phần bị đi xuống một chút. Chất lượng của C1 năm nay cũng đã có nhiều sự thay đổi khi mà trong cái lá thăm bốc may mắn đấy thì khiến cho cả AC Milan lẫn cả Inter Milan đều có một cái chặng đường khá dễ dàng. Và tôi nghĩ rằng là việc họ vào đến chung kết của các giải đấu này thì C1 tôi nghĩ là Man City vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn. Còn về bên phía C2 thì có thể AS Roma với Mourinho sẽ là người lên ngôi. Ở C3 thì Fiorentina không có quá nhiều cái hy vọng nhưng mà biết đâu bất ngờ. Vậy thì với hai đội bóng Ý có khả năng lên ngôi cao nhất đó là AS Roma cùng với lại Fiorentina thì đó chưa phải là một trong những cái sự quay trở lại thời hoàng kim của Serie A được. Nó chỉ là một trong những cái gia vị dành cho mùa giải này mà thôi. Câu hỏi của bạn Nguyễn Thành Đô: Upamecano, Militao là hai con báo thủ đã bị Man City vượt qua. Giờ phía trước sẽ là bộ đôi song báo ở World Cup, đó là Lukaku cùng Lautaro Martinez. Liệu Man City có vượt qua nữa không? Một câu hỏi cũng rất là hài hước khi mà gọi là báo thủ cũng đúng thôi. Upamecano và Militao, thực ra Militao không phải là báo thủ lắm. Có Upamecano thì tệ thật. Trong khi đó thì với Inter Milan đối đầu với Man City trong trận đấu chung kết sắp tới đây thì Lautaro và Lukaku có thể xếp riêng lẻ ra hai cái cầu thủ này sẽ là báo thủ tại World Cup đấy. Thế nhưng khi họ kết hợp lại với nhau thì đó là một sự kết hợp rất đáng gờm. Và hãy cẩn trọng khi mà Lukaku có một cái gọi là gì nhỉ, dạng kiểu sự may mắn, một cái gà son ấy, bóng tự rơi vào người có thể vào lưới chẳng hạn. Còn Lautaro khi ở mức câu lạc bộ và đặc biệt là những giải đấu của châu Âu hay cùng với Serie A thì Lautaro Martinez không thể là một cầu thủ được coi thường nhé. Đó là một trong những cầu thủ mà có kỹ năng ghi bàn rất đa dạng. Và nếu như Man City không cẩn trọng thì một trong hai người như Lukaku hoặc Lautaro Martinez sẽ là người ghi bàn và thậm chí sẽ kết liễu Man City đấy. Nhưng tất nhiên đó là cái nếu thôi. Còn về việc là điều kiện cần và đủ thì cái điều kiện đủ đó là liệu rằng Inter có bóng để đá hay không nữa. Cho nên là tôi nghĩ rằng Man City sẽ vượt qua đơn giản với Inter mà thôi. Câu hỏi của bạn Hoàng Phương: em chào anh Luận, anh nghĩ thế nào về khả năng ăn ba của Man City mùa này? Một câu hỏi cũng có nhiều lần trong các số trước đã từng hỏi. Và tôi xin trả lời thêm nữa cho cái câu hỏi này về Man City. Mùa giải này là một mùa giải mà Man City đang có cơ hội lớn nhất khi đều gần như đến với chung kết của cả ba giải đấu rồi. Khi mà những cái chặng đường còn lại của Ngoại hạng Anh thì tôi nghĩ rằng Man City sẽ khá đơn giản. Chỉ cần một chiến thắng nữa là gần như sẽ chắc chắn để có thể lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Còn với phía C1 thì đối thủ chỉ là một Inter Milan, nó nhẹ hơn rất nhiều so với một cái tên như Real Madrid hay kể cả những cái tên khác, Bayern chẳng hạn.
đến cả Real Bayern, Man City còn vượt qua rồi. Tôi nghĩ rằng là Pep Guardiola đến với chung kết của C1, họ sẽ, anh chàng gọi là ông Pep Guardiola này sẽ không có một cái gọi là sự suy nghĩ quá nhiều, hay nói đúng hơn là Inter chưa đủ trình để khiến Pep suy nghĩ nhiều. Còn với chung kết FA Cup thì một Man United sẽ khó nhằn hơn đấy. Tôi nghĩ là như vậy, khi Man United bây giờ chỉ còn một cái đấu trường cuối cùng và họ sẽ đá chết bỏ. Cho nên Man City hãy cẩn trọng với FA Cup. Đó là điều mà tôi nghĩ rằng là với 3 mục tiêu thì ăn 2 có gần như chắc chắn. Còn với FA Cup hãy cẩn thận nhé. Đến với câu hỏi của bạn Vũ Việt. Em chào anh Luận BK. Cho em hỏi, nếu Zubimendi về Barcelona thì bộ ba tiền vệ liệu có phải là Gavi, Pedri và Zubimendi hay không? Với một câu hỏi này, đó chính là tương lai của Barcelona. Zubimendi được coi là một trong những Busquets phiên bản 2.0, và cái cầu thủ này là một trong những người có khả năng giữ ở vị trí mỏ neo, đá chia bài và cách đá gần giống Busquets nhất. Và với những cái độ tuổi trẻ của các Zubimendi, Gavi và Pedri, đó chính là tương lai mà Barca đang muốn hướng đến. Lại một bộ ba nữa rất là ma thuật, giống như thời kỳ của Xavi, Iniesta và với Busquets nữa. Thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai, nếu như theo đà phát triển này, thì đây sẽ là một bộ ba mà rất đáng gờm cho cả một cái châu Âu hay La Liga nữa. Và thậm chí đây sẽ là nòng cốt mà ở Tây Ban Nha sắp tới đây sẽ phải dùng nhiều. Cho nên tôi cũng rất chờ mong việc nếu Zubimendi có thể về và tỏa sáng được thì sẽ là đối trọng dành cho Real Madrid, với cái bộ ba tiền vệ trong tương lai của Real cũng rất khủng khiếp. Nào là Bellingham, rồi thì Valverde, Camavinga, Tchouameni và rất nhiều những cái tên khác nữa. Cho nên tôi mong muốn đây sẽ là một cái điều thành sự thật, và hãy xem rằng Barca có thể tiến đến đâu. Câu hỏi của bạn Nguyễn Hoàng Huy. Em chào anh Luận. Cho em hỏi vụ đổi chủ sở hữu của MU đến hồi kết chữ ạ, và thầy Mười Khó có đủ ngân sách để mua sắm hay không? Với một trong những cái việc chuyển đổi ông chủ phức tạp nhất mà tôi từng thấy, khi mà Man United với ông chủ Glazer đã gọi là gì nhỉ? Nó suốt ngày cứ gọi là thay lòng đổi dạ, hay là ngắm bên này lại trông bên kia, rồi thì thay đổi về các cái quyết định của mình nó liên tục. Ban đầu là có thể yêu cầu với một mức giá tầm 5 đến 6 tỷ bảng. Đến bây giờ thì cả bên phía Qatar và bên Jim Ratcliffe đều đưa ra mức giá của mình rồi. Và đến cả Glazer vẫn đang chưa quyết định được rằng là mình sẽ thực sự bán cho ai. Nếu bán cho Qatar thì tôi nghĩ rằng là một cái cục tiền có sẵn luôn nhé. Và cái khoản trả nợ này, rồi thì giúp đỡ đầu tư câu lạc bộ rất nhiều. Cái kế hoạch mà bên Qatar đã vẽ ra cực kỳ ấn tượng. Thế nhưng mà cái điều này thì sẽ khiến cho bên Glazer sẽ không thể nào mà trong tương lai còn kiếm thêm tiền nhờ MU nữa. Bây giờ thì nếu Jim Ratcliffe mua một cái khoản cổ phần tầm 51% thì sẽ nhượng lại là cho bên phía của một nửa còn lại để cho Glazer cầm, và cái quyền quyết định cao nhất sẽ thuộc về Jim Ratcliffe. Điều này có nghĩa rằng là MU trong tương lai nếu có kiếm thêm tiền thì Glazer vẫn có thể ăn nữa. Mặc dù cái số tiền mua một nửa cổ phần này nó không bằng một cái khoản tiền một cục là 6 tỷ bảng, nhưng về tương lai nó sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Cho nên là hiện tại thì bên phía fan local, fan của địa phương bên phía Man United đang muốn là Jim Ratcliffe, một người Anh, lên cầm MU. Nhưng với những người ở trên thế giới, fan MU thì tôi nghĩ rằng là họ không muốn điều này xảy ra. Bởi vì thực sự Qatar về sẽ mang đến một cái nguồn lợi lớn hơn và tương lai sáng hơn dành cho MU. Vừa rồi là những câu hỏi của số lần này Q&A. Các bạn hỏi và LBK sẽ trả lời. Và nhớ rằng là hãy cùng ủng hộ cho kênh bằng cách bấm like, share cùng subscribe. Và hãy đón xem cái teaser về chương trình offline sắp tới nhé. Chương trình offline đặc biệt bóng đá kết nối diễn ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2023 tại Hà Nội, với sự góp mặt của các streamer nổi tiếng cộng đồng FIFA Online 4. Cùng với các nội dung xem chung vòng đấu cuối cùng giải Ngoại hạng Anh đi kèm với giải đấu FIFA Online 4 có thưởng, bình luận viên Luận BK, chuyên gia phân tích Bình GK, vận động viên Thành Mù và soái ca Hakumen. Hẹn gặp lại anh em tại VNS Gaming 524 đường Láng cuối tháng này nhé.